Hello, hôm nay rất vui được mời sư Minh Hải, Ngọc Sư Thọ Loan và bản thân mình đến đây để dùng tiếng Nam Giang ở bàn số 7. Đây là một tiếng Nam Giang rất ngọt ngon thì rất ngon. Tất cả mọi người được nghe nhất là có một cô phục vụ tên Jennifer dễ thương. Mấy người đang chiếu dịu về Jennifer. Xin cảm ơn. Phong Vinh đó. Phong Vinh, Phong Lan. Dạ. Thế là cô Vinh là thứ tư à? Dạ, có phần thứ sáu.